Xin chào tất cả các bạn, mình là Nam Phạm đến từ Giải Đế Bằng. Ngay lúc này đây thì mùa giải NBA 2013 đầy thăng trầm đã chính thức kết thúc. Và những người vui vẻ nhất, những người hạnh phúc nhất đó là những cầu thủ Miami, hay còn có những cái fan đến từ đội hâm mộ của đội Miami. Thực ra mà nói, trên cương vị của một người yêu bóng rổ thì chiến thắng của Miami trước San Antonio làm trái tim mình tan vỡ. Cái cú mà đánh hụt, của cái cú mà lên rổ hụt của Tim Duncan nó ám ảnh mình cả ngày hôm qua. Và trên phương diện mà nói thì những người vui vẻ nhất ngày hôm nay về chiến thắng của Miami thì không có mình trong đó. Bởi vì mình là một fan của San Antonio Spurs, mình là một fan của Tim Duncan và một vị huấn luyện viên rất là nổi tiếng của San Antonio Spurs, đó là Greg Popovich. Thất bại của họ là niềm đau của mình. Đó chính là trên cương vị của một người bóng rổ. Nhưng mà trên cương vị của một thần kinh dài thì sự việc nó đã khác hơn chút xíu. Bởi vì sao? Bởi vì tôi sẽ nói một cái chuyện hôm nay, đó chính là nếu như mà Miami Heat không vô địch thì chúng ta sẽ không như thế nào. Đầu tiên, nếu như Miami Heat không vô địch thì ngày hôm qua chúng ta sẽ không có bản Nike Championship Pack, một cái phiên bản giày cực kỳ đẹp mà trên đó là thể hiện những cái gì tinh tiến như của Miami. Và dĩ nhiên nó được mang trên chân của LeBron James. Nếu như ngày hôm qua Miami Heat không có LeBron James thì coi như chiếc địch chắc chắn nằm trong tay của San Antonio Spurs, và đó là một điều dĩ nhiên. Và cái bag này cực kỳ đẹp, nó còn kết hợp với lại một đôi LeBron 10 lô nữa. Và những cái áo, những cái nón rất là đẹp. Và chỉ có 700 bản trên toàn thế giới được bán ở Bắc Mỹ và China, được bán Bắc Mỹ ở Trung Quốc. Và nếu như có một cơ hội nào đó, một cơ may mà bạn có thể mua được phiên bản này thì đó là quả là điều rất tuyệt vời. Và nếu như Miami Heat không vô địch thì chúng ta sẽ không có phiên bản này. Và Nike sẽ chỉ là giữ nó là hình sample để dành cho năm sau mà thôi. Và tiếp theo, nếu như Miami Heat không vô địch thì chúng ta không thể nào mà làm thấy những cái bản phiên bản Leaning mà làm dành riêng cho G-Way, như là bản cái tên rất là hay, tên là Gold Rush đào vàng, mà sẽ được làm người ta mê mẩn hơn. Những cái lúc mà bạn thấy G-Way ở trên sân đấu té chằn chật rồi bò trường rồi cố gắng hết sức mình để mà ghi những cái điểm để mà cứu cái đội của mình, để mà cái trận đấu nó không kết thúc ở game thứ 5, thứ 6, thì mình thấy nếu mà Miami Heat không vô địch thì Leaning chắc cũng sẽ không vui như bây giờ đâu. Thêm nữa, nếu như Miami Heat không vô địch thì chúa tể BE chúng ta Ray Allen sẽ không có cơ hội để mà có một phiên bản dài nào đó rất đặc biệt. Ngày hôm qua Jordan đã post một tấm hình để mà nói là sẽ có một phiên bản nào đó rất đặc biệt để vinh danh cho chiếc nhẫn thứ hai của Ray Allen. Chúa tể BE thêm hai chiếc nhẫn, vua bắn 3 điểm. Đây là quá tuyệt vời đúng không? Và nếu như Miami Heat không vô địch thì chúng ta sẽ không có điều đó. Và cuối cùng, nếu như Miami Heat không vô địch thì một cầu thủ không phải là rất lúc nào cũng quen thuộc với các bạn, tên là Shane Battier, và có một cái đôi giày riêng được làm riêng đến từ cái thương hiệu Trung Quốc, đó là Big. Nếu như không có Shane Battier bắn những 6 cú 3 điểm ở cái game cuối cùng thì có vẻ như là Miami Heat sẽ không thể nào vô địch. Người đàn ông rất là quan trọng để giúp Miami Heat có chiếc nhẫn này, đó là chính là Shane Battier. Và trong cái thời buổi kinh tế khó khăn như vậy, nếu mà Miami Heat không vô địch thì có khi là cái hiệu Shane, cái hiệu giày riêng của Shane Battier nó không được phổ biến hơn nữa. Chúng ta sẽ không có điều này nếu như Miami Heat không vô địch. Như vậy, tổng quan mà nói, nếu như Miami Heat không vô địch thì những thần kinh giày như chúng ta sẽ không có gì để mà nói. Thì nghĩ mà xem, nếu như San Antonio Spurs vô địch thì chúng ta sẽ nói là xin chúc mừng Tim Duncan đã có chiếc nhẫn thứ tư, chúc mừng Manu Ginobili, Tony Parker. Hết rồi. Nhưng Miami Heat vô địch, trời bộ championship của LeBron James đẹp quá, chắc là phải 4,000-5,000 đô. Cái phiên bản đào vàng của G-Way thật là đẹp quá, chúng ta phải có được nó. Cái hiệu Leaning đã phát triển. Shane Battier, cái người anh hùng của cái game 7, người bắn nhiều trái 3 điểm vậy, sẽ ra một phiên bản rất đặc biệt. Rồi chúa tể BE sẽ thêm có một phiên bản Jordan nó rất đặc biệt. Mọi người đều hưng phấn điều này. Những thần kinh dài sẽ có cả chuyện để nói, có thể là cả năm sau nữa. Mà nếu như có một người nào đó có được cái cơ may rồi mua được cái bộ nào đó trong bất kỳ một bộ nào thì họ đều là một cái gì đó, có một cái đôi giày là một cái minh chứng của lịch sử. Thực ra mà nói, trong những bộ này thì của LeBron là dữ dội nhất, là siêu cấp vô địch phòng ổ lưng. Bởi vì sao? Back to back, tức là 2 năm liên tiếp đạt danh hiệu MVP cả mùa giải, 2 năm liên tiếp đạt danh hiệu MVP của Final, Series Final, và 2 năm liên tiếp có chiếc nhẫn. Thì cái điều này rất là khó làm. Ở trong cái lịch sử NBA chỉ có 3 người làm được cho tới hiện nay đó thôi. Đó chính là huyền thoại Bill Russell. Người thứ hai như các bạn đã biết, Michael Jordan. Và người thứ ba là ảnh LeBron James. Mình là Nam Phạm đến từ Giải Đế Bằng, và rất mong là tất cả các thần kinh dài chúng ta sẽ tiếp tục nói về những điều này trong thời gian sắp tới, và hy vọng là một ngày nào đó tất cả các bạn sẽ có thể tìm được một cái phiên bản minh chứng lịch sử cho chiếc nhẫn thứ hai của Miami Heat trong thời kỳ của LeBron James. Xin chào và hẹn gặp lại.
Repeat on the beat.